Thưa quý vị, mới đây ngày 29 tháng 3, Cơ quan Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC để điều tra tội thao túng thị trường chứng khoán. Cụ thể, ông Quyết đã bị xác định đã thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật để thao túng thị trường chứng khoán và bán chui 74,8 triệu cổ phiếu FLC. Theo đó, cơ quan điều tra đã áp dụng biện pháp bắt bị can để tạm giam, đồng thời hạ lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết để phục vụ điều tra. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã phê duyệt các quyết định và lệnh trên. Theo Trung tướng Tô Ân Sô, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã tiến hành điều tra, xác minh với ông Trịnh Văn Quyết và các cá nhân thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS và các công ty có liên quan về hành vi thao túng thị trường chứng khoán, che giấu thông tin trong các hoạt động chứng khoán xảy ra vào ngày 10 tháng 1, gây thiệt hại nghiêm trọng cho các nhà đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam. Hành vi trên của ông Trịnh Văn Quyết đã đủ yếu tố cấu thành tội thao túng thị trường chứng khoán, quy định tại Điều 211 Bộ Luật Hình sự. Từ các căn cứ trên, ngày 29 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Trịnh Văn Quyết. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng tổ chức khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại 21 địa điểm khác nhau của đối tượng liên quan. Trước đó, Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết đã bị cơ quan điều tra quyết định tạm hoãn xuất cảnh một tháng để phục vụ điều tra, quyết định được cơ quan điều tra ban hành ngày 26 tháng 3. Những hành vi của ông Quyết xảy ra hồi tháng 1 từng gây rúng động dư luận và làm chao đảo thị trường chứng khoán. Cụ thể, sau nhiều ngày cổ phiếu FLC được đánh lên với giá rất cao, ngày 10 tháng 1, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC đã giao dịch bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC nhưng không báo cáo, không công bố thông tin trước thực hiện giao dịch. Đáng chú ý, chỉ trong một phiên giao dịch, có tới gần 135 triệu cổ phiếu FLC đã khớp lệnh, cao bất thường. Trong khi lâu nay, mỗi cổ phiếu FLC chỉ giao dịch khối lượng trung bình 15-40 triệu cổ phiếu. Cũng trong phiên này, nhiều nhà đầu tư vừa mới đua lệnh mua cổ phiếu FLC giá trần vào mỗi sáng, đến chiều thì bị giảm sàn. Sau sự việc người đứng đầu tập đoàn FLC bán chui cổ phiếu, thị trường chứng khoán chao đảo, nhà đầu tư liên tục bán tháo FLC và các cổ phiếu liên quan để đồng quyết, hàng chục mã cổ phiếu khác cũng bị vạ lây. Ngay sau đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có quyết định phong tỏa tài khoản chứng khoán của ông Trịnh Văn Quyết nhằm ngăn ngừa, ngăn chặn các hành vi tiếp theo không đúng quy định. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng có văn bản chỉ đạo Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh hủy bỏ giao dịch bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC ngày 10 tháng 1 của ông Trịnh Văn Quyết. Nhiều nhà đầu tư được hoàn tiền đã mua. Ngày 18 tháng 1, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt hành chính ông Trịnh Văn Quyết 1,5 tỷ đồng, mức cao nhất theo quy định. Đồng thời, Chủ tịch Tập đoàn FLC cũng bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán 5 tháng. Trước khi xảy ra phi vụ bán chui, ông Trịnh Văn Quyết là cổ đông lớn nhất sở hữu 215,4 triệu cổ phiếu FLC, tương đương 30,34% vốn của tập đoàn. Sau khi hủy giao dịch, tỷ lệ sở hữu của ông Quyết tại FLC không thay đổi. Tuy nhiên, sự cố này cũng gây một số tác động tâm lý tới nhà đầu tư chứng khoán, dẫn đến các cổ phiếu họ FLC cũng bị nhiều nhà đầu tư bán ra, rớt giá hoặc mất thanh khoản. Đây là lần thứ hai FLC nhận án phạt từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Trong đó vào tháng 11 năm 2017, ông Quyết bị phạt 65 triệu đồng vì bán 57 triệu cổ phiếu FLC nhưng không báo cáo với cơ quan quản lý thị trường. Cũng trong năm 2017, công ty cổ phần xây dựng FLC Faros, ROS, do ông Trịnh Văn Quyết làm chủ tịch hội đồng quản trị, cũng bị phạt với nguyên nhân đã bán chui hơn 13,69 triệu AMD, công ty cổ phần đầu tư chứng khoán AMD Group. Thời điểm đó, nếu ROS mua lại cổ phiếu AMD thì có thể thu được hơn 136 tỷ đồng, song mức phạt lúc đó chỉ có 130 triệu đồng.